Là chỉ là tính chất đặc trưng. Ở đây thầy gọi các phân tử 1, 2, 3, 4 được gọi là các phân tử của tập hợp. Các phân tử của tập hợp. Các phân tử này đại diện là lấy đại diện là chữ X, đúng không? Chữ X. Ở đây kém thấy đặc trưng của bốn số này đó là đều là số tự nhiên, đúng không? Cho nên ta sẽ ghi đây là số tự nhiên. Và ngoài ra thì các phân tử này nó đều nhỏ hơn số lớn hơn không, đúng không? Lớn hơn không và nhỏ nhỏ hơn 5, được chưa? Đấy. Đây là cách để số hóa, tức là thứ nhất đây người ta gọi là chỉ là tính chất đặc trưng. Cách số 2 là gọi người ta à nhầm, cái này gọi là liệt kê. Liệt kê. Cái số 2 gọi là chỉ là tính chất đặc trưng. Đặc trưng ở đây nó là vừa là số tự nhiên, vừa là lớn không nhỏ năm. Vấn đề thứ hai bữa hôm trước chúng ta học đó là dấu thuộc, dấu tập con, được chưa? Dấu tập con. Khi nào thì chúng ta dùng dấu thuộc? Đó là các phân tử nó thuộc tập hợp thì được gọi là dấu thuộc. Lấy ví dụ tập A này, cái tập A của chúng ta, tập A của chúng ta thì có số 1 thì nó thuộc tập A, đúng không? Số 2 cũng thuộc tập A, hay là số 3 cũng thuộc tập A nha. Đấy là phân tử thuộc tập A. Ví dụ như số 5, đúng không? Số 5, số 5 thì nó không thuộc tập A thì chúng ta ghi là không thuộc, được chưa? Không thuộc nha, không thuộc. Kế tiếp chúng ta có một cái ký hiệu nữa, đó là ký hiệu là tập con, đúng không? Tập con. Chúng ta sử dụng tập con khi mà tập này là tập con của thằng tập con thằng tập kia. Ví dụ tập B nó là gồm phân tử 1, 2, 3. Khi kém quan sát 1, 2, 3 đều nằm trong, đều có các phân tử nằm trong A, đúng không? 1, 2, 3 là các phân tử nằm ở bên trong A, đúng không? Thì tập B người ta gọi là tập con của tập A, được chưa? Tập B người ta gọi là tập con của tập A nha. Còn một khái niệm nữa đó là tập rỗng, đúng không? Tập rỗng. Tập rỗng ký hiệu là như nào vậy? Ở lớp 6 chúng ta học là tập rỗng là ký hiệu như này, được chưa? Thì các em ghi nhớ tập rỗng là tập con của mọi tập hợp. Rỗng sẽ là tập con của mọi tập hợp nha. Đó. Lấy ví dụ A là 1, 2, 3, 4. A là tập hợp 1, 2, 3, 4. Thì các em nói xem đây có bao nhiêu tập đây có bao nhiêu phân tử nào? Các em đây có bao nhiêu tập con nào? Tương đối nhiều quá. B có đồ B là 1, 2 đi. Các em nói xem đây có bao nhiêu tập con nào? B sẽ có bao nhiêu tập con? Để con nhớ kiến thức cũ không? Nào comment bao nhiêu tập con? Bao nhiêu tập con? À. Tập thứ nhất là tập con A1 sẽ là 1 này, đúng không? Đây là một tập con này. Tập con thứ hai là 2. Tập con thứ ba là 1 và 2, đúng không? Đấy, 1 và 2 cũng là tập con của B. Và tập con cuối cùng đó là tập rỗng, đúng không? Tập con cuối cùng là tập rỗng nha. A4 là rỗng. Được chưa? Đây là cách liệt kê tập hợp nha, tập con. Đó. Thì người ta chỉ hiểu A1 là con của B. A2 cũng là con của B. A3 cũng là con của B. A4 cũng là con của B nha. Đấy, như vậy B có 4 là con. Được chưa? Đâu rồi? Xong. Thì đó là nội dung buổi hôm trước nha. Buổi dụng. Nội dung buổi hôm trước. Bây giờ ta sang buổi tiếp theo, được chưa? Bài số 3. Bài số 3. Nào, bài số 3 này.
Các phép toán của tập hợp. Các phép toán của tập hợp. Các phép toán của hợp. Rồi. Nội dung buổi nay sẽ gồm 3 mục như sau. Thứ nhất là hợp là giao. Thứ hai đấy là giao nó phải thứ nhất này. Thứ hai là hợp. Thứ ba đó là bù. Được chưa? Giao hợp bù nhá. Giao hợp bù. Có 3 phép toán của tập hợp. Phép toán thứ nhất đó là phép giao. Giao tập hợp. Đấy. Phép. Hai tập hợp giao nhau là như nào? Hai tập hợp giao nhau. Đầu tiên này, chúng ta phải hiểu tập hợp giao nhau nghĩa là gì. Giao tiếng Việt là các bạn biết này, giao ấy, thấy chưa? Giao đó nó nghĩa là phần chung, thấy chưa? Phần cắt, thấy chưa? Phần cắt. Nếu chúng ta chỉ hiểu tập hợp ấy theo kiểu sơ đồ vẽ ấy. Sơ đồ vẽ như này. Thì các em thấy là A với B nó có một cái phần chung ở phần này này. Đấy, phần mà tố màu vàng nhá. Thì đấy gọi là phần chung ngoài tập hợp. Thì cái phần chung này này, người ta gọi đây là giao ngoài tập hợp nhá, giao ngoài tập hợp. Thì định nghĩa này, định nghĩa giao này. Đó là phần chung ngoài tập hợp. Phần chung của hai tập hợp. Nó là phần chung ngoài tập hợp. Được chưa? Lấy ví dụ này. A tập hợp 1, 2, 3, 4. B tập hợp là 3, 4, 5, 6. Đấy, 3, 4, 5, 6. Thì nó hai tập hợp này các em thấy là nó chung nhau với số gì nhỉ? Số 3 và số 4 đúng không? Cái tập hợp A nó có số 3, số 4 đúng không? Tập hợp B cũng có số 3, số 4 đúng không? Thì ở đây 3 và 4 người ta gọi là số chung của A và B, được chưa? Cái phần chung nhau ấy. Đấy. A cũng có 3, 4 mà B cũng có 3, 4, tức là 3, 4 là chung. Vậy ta ký hiệu này. A giao B ký hiệu như này nhá. Giao là hình chữ U úp ngược ấy. Nó sẽ là 3, 3, 4. Đấy người ta gọi là phần chung nhá. Phần chung. Đấy. Phần chung. Phần chung là 3, 4. Cái này hiểu phần chung là như nào chưa? Lấy cái phần chung nhau của chúng ấy nha. Thì đó là 3, 4. Không có gì cả, đúng không? Đó là chỉ hết không? Ví dụ như A, đó là, A là 1, 2, 3, 4 này. B là 3, 4, 5, 6. Thì thấy là nó chung nhau 3, 4 này. Đó, thế đó. Đó là gì? Nào bây giờ chúng ta sẽ làm câu hỏi trắc nghiệm. Còn trắc nghiệm như sau. Nhật tại sao nè? Cô bảo tại sao nè? Dạ em tại sao nè? Rất nhanh này. Lấy ngoài 20 đã xong rồi thôi. Lấy ngoài 20 đã xong. Ừ. Nước mắt nước mũi có gian vô không? Có đấy ạ. Phép phế. Nhiều thằng ngoài sóng ấy trên Facebook có clip mà thằng này ngoài mà nhân viên họ để rồi luôn. Đi nhặt tư giấy về có xem tư điểm. Cái thằng anh đấm vô anh mẫu anh chủ anh chọc lên mắt luôn đấy anh chủ đậu đoàn nữa đấy chồng về thôi. Ngoài xấu người mình đi lấy xe họ ngoài nhiều mà nhiều là nó mùi cảnh. Nào ta làm câu hỏi trắc nghiệm nha. Câu hỏi số 1. Cho hai tập hợp A và B như này, tìm A giao B, được chưa? Tìm A giao B. Comment đáp án nha. Comment đáp án nào. Hai thằng này có phần chung nhau là gì nào?
số 1 và số 5 đúng không? Số 1 và số 5. Bên này cũng có số 1 số 5, chung nhau số 1 số 5. Tức là giao với nhau tính là đáp án là gì? D, chính xác. Đấy, thế đó. Nào câu hỏi số 2. Câu hỏi số 2. Các bạn comment đi, các bạn comment đi. Hai tập hợp A, B, C, D, M. Bên này là C, D, M, K, L. Thế A giao B là gì? Thì chung nhau ở đây là gì? Ở đây là C, D, M chung nhau đúng không? C, D, M chung nhau. Đúng rồi, C, D, M chung nhau. C, D, M đúng không? Đáp án là B. Nhá. Chuẩn chưa? Cái gì vừa? Có thầy câu hỏi á. Thế mà bay không phải sợ ớt thế sao mày có được comment được nhỉ? Hắn mở cái khác vẫn thế. Chia sẻ màn hình. Đây 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 nó lại nha. Câu hỏi số 1 này, 1,5 chung nhau được chưa? Thì A giao B chính là đáp án D nhá. Ok chưa? Câu hỏi thứ hai là các em thấy CDM là chung nhau đúng không? CDM là chung nhau. Tức là A giao B chính là CDM đáp án B luôn. Được chưa? Hai câu đó là cũng dễ thôi. Rồi. Cứ tìm phần chung là được nhá, cứ tìm phần chung nhau là được. Bây giờ câu hỏi số 3. Hai tập hợp này người ta cho chỉ rằng là tính chất đặc trưng nha. Tính chất đặc trưng. Thì đầu tiên là muốn tìm A ra B được thì các em phải tìm A được liệt kê các phần tử ra đây. Các em muốn làm được cái này thì các em phải liệt kê phần tử ra. Liệt kê phần tử. Cắt ra đây trình bày cho chị. Nào. Đầu tiên liệt kê phân tử, muốn liệt kê được phân tử của A nhá. Nhắc lại này. Các em sẽ phải đi giải cái phương trình này này, giải phương trình này nhá. 2x trừ x bình giải cái này thì khá là dễ. Chúng ta có máy tính rồi. Trừ 3x trừ 2 bằng 0 đúng không? Các em cho khi hai tích của hai thằng nhân lại với nhau bằng 0 thì trường hợp 1 là 2x trừ x bình bằng 0. Đấy, một trong hai thằng này bằng không nữa, bằng không. Vậy tương đương thì các em có cái gì nào? Để máy tính nó bấm nhá, để máy tính nó bấm, có biết bấm cũng đi nhá. Đây cái máy tính rồi bấm thông tin nào. Còn để bấm phương trình chưa? 1922 còn là 153 nha, 570 thì là 153 nha, được chưa? Nào, phương trình này phương trình bậc 3. Cái số trừ 1 này, 2 này, 0 này. Thì nó ra hai nghiệm là 2,0 đúng không? Phương trình đầu tiên ta cho được là 2,0. Phương trình thứ hai chúng ta bấm máy tiếp. Nó được ra nghiệm là 2 này trừ 3 này trừ 2 này. Kết quả là 2 với trừ 1 phần 2 đúng không? X bằng 2 chúng ta lấy rồi, chúng ta sẽ chỉ lấy là trừ 1 phần 2 thôi nha. Bây giờ như vậy tập hợp A của chúng ta có mấy phân tử các em ơi? Đó là 3 phân tử đúng không? Trừ 1 phần 2, 0 và 2. Đấy. Đầu tiên là các em đi giải cái phương trình này và chúng ta liệt kê ra nó là 3 phân tử, được chưa? Tiếp tục, cái tập hợp B chúng ta cũng liệt kê nào. Chúng ta muốn liệt kê được thì các em phải tìm ra được cái n đúng không? N. Với n là số tự nhiên. N thuộc nơi sao? Và n bình nhé. N bình thì chạy từ 30 cho đến 3. Đúng rồi. Vậy thì các em hoàn toàn có thể biết được n là bao nhiêu này. N là số tự nhiên nên là n bình này này. Các em đoán là n sẽ không bao nhiêu không? N bình này có thể là những cái số nào nhỉ? Số tự nhiên nào bình phương lên nào, một bình này đúng không, hai bình là bốn này đúng không, bốn này
ba bình là gì? Ba bình là 9 này, bốn bình là 16 này, năm bình là 25 này. Đấy, hết chưa? Hết rồi đúng không? Hết rồi, hết rồi. Năm trong khoảng từ 3 đến 10 rồi. Vậy thì do n là số tự nhiên đúng không? Cho nên n sẽ bằng là 2 này. N bình bằng 4 thì n bằng 2 này. N bình bằng 9 thì n bằng 3. N bình bằng 16 thì n bằng 4. N bình bằng 25 thì n bằng 5 đúng không? Chuẩn chưa? Nha. Vậy ta có n bằng 2, 3, 4, 5 đúng không? N bằng 2, 3, 4, 5. Vậy tập hợp B của chúng ta là bằng gồm những số 2, 3, 4 và 5. Vậy A giao B nào? A giao B nào? A giao B. A giao B ở đây là các em thấy nó chung nhau những số nào? 2 này, đúng không? Thấy chưa? Thì rồi. Đấy. Vậy đáp án ở đây là gì? B. Giải phóng nó mình chưa có ông nào được trả câu này. Hiểu mày? Hiểu không? Comment hiểu, comment hẳn nó hiểu nha. Comment hẳn hiểu chứ, hiểu nha. Có mỗi ông Thanh hiểu câu này à? Rồi, ok. Đó. Nó phải thế. Bây giờ ta sang phần thứ hai, được chưa? Phần thứ hai. Đó là phép nãy giờ là ta làm phần giao. Bây giờ ta sẽ sang phần hợp nha. Phép hợp. Hợp. Phép hợp. Phép hợp. Hợp là tiếng Việt, các bạn hiểu hợp tiếng Việt đúng không? Tiếng Việt là nó rất rõ ràng là tiếng Việt là hợp. Đấy. Hợp nhất đúng không? Hợp thành siêu nhân. Đấy. Hợp nhất. Tức là ta sẽ định nghĩa với nhau này. Đấy, định nghĩa bên nào nhau này, hợp ấy đó là chúng ta sẽ đi lấy là bao gồm cả phân tử, cả phân tử của các tập hợp. Tất nhiên cái này thì không định nghĩa trong sách giáo khoa như này đâu, được chưa? Nhưng mà đây là định nghĩa theo sự hiểu, được chưa? Nó là bao gồm cả phân tử và tập hợp. Rất đơn giản là các em đi gộp mấy cái tập hợp, mấy cái phân tử lại với nhau là hợp thôi. Lấy ví dụ như sau. A có cả phân tử là 1, 2, 3. B có tập phân tử là 3, 4, 5. Bây giờ A hợp B. À, cái ký hiệu hợp này, ký hiệu hợp là hình chữ U nha. Ký hiệu hợp là hình chữ U. Đây là ký hiệu hợp. Hợp là hình chữ U, còn giao là hình chữ U ngược nha. Thế A hợp B thì rất đơn giản, các em liệt kê ra này. 1, 2, 3. À, thế này có 1, 2, 3. Gom hết mấy cái thang này vào chỗ. Ở đấy là chỗ này có 3, 4, 5. Thế em gom bằng. Nhưng mà số 3 thì chúng ta đã liệt kê rồi nên là không liệt kê lặp lại nha. Trong tập hợp không được liệt kê lặp lại nha. 3, 4, 5. Đấy. Thế chúng ta sẽ có là 1, 2, 3, 4, 5. Đó là hợp. Hợp là chúng ta gom lại hết. Được chưa? Gom lại hết. Nha, gom lại hết. Bao gồm cả phân tử của các tập hợp. Ví dụ tập hợp A đây. Tập hợp B đây. Được chưa? Thì cái tập hợp hợp của nó chính là gắn hai thằng này lại với nhau. Cái phần màu xanh này. Được chưa? Ok chưa? Hợp là tính cả hai vòng tròn nha, tính cả hai vòng tròn. Con giáo thì nó có tính ở cái phần giữa này thế này. Đấy. Nó chỉ tính ở cái khúc màu vàng. Hợp rất đơn giản. Bây giờ chúng ta sẽ
Làm ví dụ. Câu hỏi số 6. Cho hai tập hợp A và tập hợp B, giả định tập hợp của A hợp B. Nào, đáp án gì? Quá dễ luôn. Câu hỏi số 6. Đáp án gì? Comment. Rồi, rất dễ đúng không? Rất dễ. Đó là đáp án B. Gom hai cái tập hợp này lại, đúng không? Thì ta có là 1 3 5 7 bằng gì? Đấy. Đây giờ B. Rồi, xong, đó là mục số 2. Nào ta sang mục số 3, đó là phần bù. Phần bù này thì như này. Được thế nào phần bù? Thì chúng ta sẽ nói đến phần hiệu, được chưa? Hiệu giữa hai tập hợp nhá. Hiệu giữa hai tập hợp này. Hiệu giữa hai tập hợp. Trước khi nói đến phân bù thì chúng ta sẽ nói đến phân hiệu. Rồi. Hiệu là gì? Hai tập hợp hiệu là gì? Ở đây ta sẽ đầu tiên ta sẽ nói đến ký hiệu đã. Ký hiệu đã. Một ký hiệu. Hiệu cho hai tập hợp, ví dụ A trừ B chẳng hạn, thì ta ký hiệu như này. Đấy, đây là ký hiệu A trừ B. A trừ B. Đấy, tức là gì? Ý nghĩa của cái này là gì? Nghĩa là chúng ta sẽ hiểu ra hai tập hợp và kèm đi bỏ những cái phân tử. Bỏ những cái phân tử. Bỏ những cái phân tử của B mà nằm trong A. Bỏ những cái phân tử của B mà nằm trong A. Đấy. Đây là chính là hiểu nha, hiểu hiểu ra hai tập hợp. Đó là hiểu. Rồi. Thì ví dụ này, ví dụ cho các bạn hiểu này. A có phân tử là 1 2 3 4 5. B có những phân tử như sau: 3 4 6. Bây giờ người ta yêu cầu mình là tìm A trừ đi B. A trừ đi B. A trừ đi B. Thì các em hãy xem thử này. Những cái phân tử nào của B mà nằm ở trong A, quan sát nhau, quan sát nào. Những phân tử nào của B nó sẽ nằm ở trong A? Đó là các em có phải là thấy số 3 và số 4 này. Số 3 và số 4 không? Nằm trong A. Các phân tử của B nằm trong A, đó là số 3 và số 4. Đúng không? Số 6 này không phải nha, số 6 này nó không hề nằm trong A nha. Ý nghĩa là các em đi gạch bỏ, được chưa? Ta sẽ làm như này, chúng ta sẽ gạch bỏ những cái phân tử mà của B nằm trong A nhá. Thì còn lại là cái phần còn lại chỉ là hiểu nhá. Tức là còn lại là 1 2 và 5. Được chưa nào? Chúng ta sẽ bỏ những phân tử của B nằm trong A gọi là phần hiểu nhá. Đó. Và cái phần còn lại này này, và cái phần còn lại này này. Người ta gọi phần còn lại này người ta gọi là phần bù, được chưa? Phần bù. Đấy. Phần bù của B trong A. Cái phần còn lại sau khi mình bỏ rồi thì phần còn lại chỉ là người ta gọi là phần bù của B trong A. Các em có hiểu tiếng Việt không? Bù nghĩa là gì? Bù nghĩa là bù đắp đấy. Đấy, cái phần bù này mà đắp lại kết hợp với B là nó thành A. Dạ. Đó. Ví dụ như các bạn với crush chẳng hạn, đúng không? Đấy. Chưa? Hay là vợ của bạn chẳng hạn, chồng của bạn chẳng hạn. Thì cái phần này này, đúng không? Thì nó một nửa còn lại, hay ta còn là nửa phần bù của nhau đấy, thấy chưa? Đấy. Phần bù của nhau. Hai được kết hợp với nhau là tròn vẹn, đúng không? Đấy, nó là tròn vẹn. Tức là cái này người ta gọi là phần bù của mình, đúng không? Phần bù của mình.
Đấy, hai đường kết nối với nhau là một. Đó. Thì cái phần cái nửa kia của mình là toàn là phân bố nha. Thứ khác thì kỳ hiệu phân bố như sau. Kỳ hiệu phân bố. Kỳ hiệu phân bố. Đó là CA của B. Đấy, CA của B. Người ta gọi là phân bố của B đâu. Và sau này viết luôn này, sau này viết luôn này, chúng ta sẽ hiểu luôn này. Phân bố của B sau này chính là lấy A trừ đi B nha. Đấy. Lấy A trừ B ra là phân bố nha. Hiểu chưa? Hiểu phân bố như nào chưa? Đó, nha. Thì đó là định nghĩa. Rất đơn giản. Ở chúng ta tập hợp này thì đáng chữ 6 là có chữ này gì bắt đầu sang chữ hàm số ấy, chúng ta phương giải phương trình ok chưa, viết lý thuyết ok chưa, để ta làm trắc nghiệm này nào. Có số chín, chúng ta bắt đầu làm trắc nghiệm nha. Cho hai tập hợp A và tập hợp B như sau. Xác định tập hợp phân bố của B trong A. Thế là ta hãy hiểu đấy là lấy A trừ B này. Lấy A trừ đi B. Đúng rồi, lấy A trừ đi B. Thế A trừ B ta sẽ xem thử là cái thang nào của B nằm trong A. Đó là số 2, 3, 4. Đúng không? 2, 3, 4. Đúng không? 2, 3, 4. Dạ. Thì ta bỏ đi mấy cái số này. Thì còn lại là số 0 và 1. Đúng không? Đoàn bình chính xác tốt. Tiếp theo câu hỏi số 10 nào. Số 10 phân bố của A trong B, tức là lấy B trừ đi A, lấy B trừ đi A, lấy B trừ đi A, lấy B trừ A, tức là ta phải bỏ cái thằng A trong B này. Ta xem thử thằng nào của A trong B nhá. 2 này, 3 này, 4 này, đúng không? 2, 3, 4. Đây là những phân tử của A, chúng ta cần phải bỏ đi, đúng không? Thì còn lại là gì? Còn lại là gì kìa? Còn lại là 5, 3 và 6. Chính xác. Đó. Có bạn nào sai? Đúng không? Thế tôi có hỏi số à, bây giờ ta sẽ vào bài giảng bài tập luôn. Bây giờ giảng một tìm phép giao hợp hiệu. Giảng giờ này thì bắt đầu luôn nha. Còn bên N là tập hợp các bội số của N trong N. Rồi bây giờ tìm tập hợp sáng mình tập hợp B2 giao với B4. B2 giao với B4. Kém có hiểu biết bội là cái gì không? Con hiểu bội là gì không? Bồi là gì bạn? Bồi là cái gì? Con nhớ bồi là gì? Bạn, con nhớ bồi là gì không? Con nhớ bồi là gì không? Bồi là một số chia hết cho n. À, là những cái số chia cho n. Rồi, thì sao? B2 này. B2, bồi của B2 thì có những số nào? Liên kế nào? Đó là số 0 này. Số 2 này, đúng không? Số 4 này, số 6 này, số 8 này, đúng không? Vân vân. Kể thêm 3 số nữa đi, 10 này, 12, 14, vân vân nhá. Đó là những cái số mà chia cho 2. Còn B4 là bồi của 4. B4 là bồi của 4. Đó những số 0, 4, 8, 12, 16, vân vân, đúng không? Đấy. Thì bây giờ chúng giao với nhau, từ giao với nhau, giao với nhau, giao với nhau là chúng ta sẽ lấy những phân chúng, đúng không? Những phân chúng của hai thằng B2 giao với B4. Những phân chúng ở đây là những phân chúng nào? Thứ nhất là không này, đúng không? Không là chúng nhau này, bốn cũng chúng nhau này, đúng không? Rồi là gì? 8 cũng chúng nhau này. Rồi là gì? 10
12 cũng chung nhau đúng không? 12 cũng chung nhau. 16 cũng chung nhau luôn, thấy chưa? 16 cũng chung nhau luôn. Nha. Vâng. Vậy thì theo các em B2 giao B4 ra cái gì nhỉ? Đây thì nó cái gì luôn nhỉ? What? B2 cho B4 ra nhưng phân chung nhau 0, 4, 8, 12, 16 thì đó chính là cái gì đấy? Đúng rồi, phải là gì? Phải là B, đúng không? B4 chứ cái này chỉ là B4 mà. Em thấy 0, 4, 8, 12, 16 chính là B4 đúng không? Đúng chưa? Đó là chọn A được. Đúng không? Rồi. Cái này chỉ là B4 luôn nha. Cái này giao với nhau phân chung thì là B4 luôn đó chị. Ok chưa? Đó. Đó, câu hỏi số 7. Khẳng định nào sau đây đúng? Ồ, con này khó này. Cho ABC. Cho tập A là ABC, B là BCD, C là BCE. Khẳng định nào đúng? Cái này thì ta phải phân tích một tí nha. Em suy nghĩ và chọn đáp án của mình nha. Phân tích đáp án A này cũng sai. A hợp B giao C. A hợp B giao C. Làm mẫu cho cái này. B giao C là cái gì kém? B giao C là lấy phân chung của B và C. B và C, đúng không? Đấy. B giao C nha. B giao C chỉ là B và C. Đúng rồi. Đấy. BBC. B giao C là BBC. Đúng không? A thì là ABC, đúng không? A thì là ABC. Thế mà ABC hợp với BC thì nó là cái gì? Hợp với BC. Gom lại đó, gom lại đó là ABC. Gộp lại đấy. Đúng rồi. Đấy. Nói lại nhá. B giao C này, B giao C, B giao C này. Thì ta lại phân chúng là B và C. B và C đâu? A thì là ABC nhá. Như vậy là ABC hợp với BC thì là ABC luôn. Đúng rồi, ABC luôn. Thế còn đáp án B nào? À, nhầm, cái vế bên phải nào? Vế bên phải là A hợp B giao với C. Nào, A hợp B thì chúng ta gom cả ABC lại với là BCD lại thì ta sẽ có là A B C D. Đúng rồi. Giao với C thì có B, C, E. Thì phân chúng của nó chính là gì? Phân chúng của nó chính là B với C đúng không? Đấy, B với C. Như vậy là hai tập này có bằng nhau? Không hề bằng nhau đúng không? Không hề bằng nhau cho nên A sẽ là sai. Đúng không? A sẽ là sai. Các em có hiểu không? Đó. Bây giờ ta phân tích đáp án B nào. B giao C nào. A hợp B giao C. A là ABC. Đúng không? Hợp với cái thằng B giao C, B giao C tức là B và C. A ở đây ta làm đôi đúng không? Cái này này, nhưng nó giống cái này, lấy kết quả luôn nha, lấy kết quả luôn nha. Cái này này là ABC. Rồi. Bây giờ ta làm về bên này thôi, đúng không? Để bên này. A hợp B, tức là ABC hợp với BCD. Thì hợp lại với nhau này, hợp lại với nhau này. Comment trái nha. Hợp lại với nhau. Thì là ABCD, đúng không? Giao với A hợp C tức là ABCE. ABC. Cái hai thằng này này mà giao với nhau thì lấy phân chung đúng không? Phân chung ở đây là ABC. Giao với nhau là lấy phân chung ABC. Ồ, thế là chuẩn quá rồi đúng không các bạn? Thế là chuẩn quá rồi. Cái về bên trái là như này nhá.
Kế bên phải là như này nhá. Thế bây giờ các em thấy là hai bên bằng nhau chưa? Bằng nhau luôn, đúng không? Là bằng là bình, đúng không? Chính xác. Rồi. Hiểu cách làm không? Ở những cái này phân tích cũng phải ngồi phân tích tí để ra được. Con nào nó phải hiểu nhá. Câu này thì tương tự câu số 8 này tương tự câu 6 đúng nhưng mà nó lại hỏi là hợp chứ không phải là người ta cho một cái tập hợp là BN là tập hợp các bội số của N trong N. Ở đây tập hợp B3 anh cháu hợp B6 nào liệt kê B3 ra nào. B3 gồm những phân tử nào? 0, 3, những cái số chia cho 3 đấy, 6, 9, 12 đúng không? Vân vân. B6 có những số nào? 0, 6, gì nữa? 12, 18, vân vân. Đúng rồi. Thì B3 hợp với B6. Hợp với B6. Tức là ta sẽ lấy cả phần lấy cả chúng cả biến này, đúng không? Các bạn gộp hai phần tử này lại thì ta sẽ gọi là không này. Đúng không? 3 này. Đúng không? Đấy này. Lấy cả 0, 3 này, 6 này. Đúng rồi. Đấy. Lấy cả nhá, lấy cả hai bên nhá. 9 này, đúng không? 9 cũng được à, 12 này. Lấy cả vân vân. 18 cũng lấy. Thế bây giờ cuối cùng là chúng ta sẽ ra cái đáp án nào nhỉ? Ừ. À, cái ông này chính là gì? B gì? B3 đúng không? Ông này chính là B3. Tức là đáp án B. Đúng không? Đó, B. Đấy. Nào, câu hỏi số 10. Câu hỏi số 10. Nào, tất cả suy nghĩ câu hỏi số 10 chúng ta sẽ nhập nhạp tí nào, có mấy đáp án nha, tất cả có mấy đáp án nha, nhập nhạp câu này đi, đó suy nghĩ tí. Bảo ra là rồi hai bạn ra rồi, đầu tiên các bạn đi tìm a trừ b đi, cả x bằng a trừ b này giao với b trừ a. Nào a trừ b thì nó ra cái gì nhỉ? A trừ đi b tức là kém đi loại những cái phân tử của b ra thì gồm có 2, 3, 4 đúng không? Các em loại 2, 3, 4 ra. Đúng không? Thì cái này sẽ được là 0, 1. Đúng rồi, loại 2, 3, 4 ra. Tiếp tục. Tiếp tục. B trừ đi A, tức là các em vứt mấy thằng A ra. 2, 3, 4 ra. Thì còn lại là 5, 6. Đúng không? Thì bây giờ 0, 1 mà giao với 5, 6. Thì lại phân chung ở đây là không có đúng không? Các em thấy 0, 1 với 5, 6 không hề có phân chung. Không hề có phân tử nghĩa là giao của nó là rộng đúng không? Đấy. Đấy. Như vậy là có bảo với quân là ra gì? Chính xác cái này. Tốt, hai thanh niên này nhanh. Rồi, thanh chưa ra được à? Đấy. Anh em thanh chưa ra. Câu hỏi số 11. Em hiểu câu trên chưa? Đấy, nhanh quá thì nói nha, được chưa? Còn chúng ta chủ yếu là xem ghi lý thuyết nè, lý thuyết là em ghi vào được chưa? Còn bài tập chữa bài tập ấy. Tốt nhất là
nốt lại những cái câu khó thôi, hoặc câu quan trọng thôi nha. Bây giờ người ta xem những cái câu người ta làm đã, thì em phải làm, phải làm, chủ yếu là làm. Đấy. Làm không được thì xem chữa nha. Còn bạn nào mà có máy in đấy nha, có máy in thì in ra và điền lời giải trong 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 đề luôn, được chưa? Lời giải mình ghi trong đề luôn. Còn bạn nào không có máy in thì chúng ta xem hoặc nhặt ra. Tạo nên tập hợp của a trừ b hợp với b trừ a. Nào. X là a trừ b hợp với b trừ a. Đấy. Nào. Bạn nào sai thì xem thử này. A trừ b nhá, a trừ b đúng không? A trừ b là ta sẽ loại cái phần tử b ra. Ở thì câu này 2 và 4 đúng không? Cái này là 0 1 rồi. Dấu ô đây nè. À, b trừ a thì là cũng loại 2 và 4 thì đấy 5 6 đúng không? Loại 2 và 4 này. Thì cái này sẽ được là gì? Hợp vào với nhau thì ta sẽ không phải lấy phân chung mà lấy cả hai. Hợp là mình sẽ lấy cả hai. Đúng không? 0, 1, 5, 6, đảm bảo sẽ là A. Đúng không? Chính xác. Tốt. Có khá nhiều bạn comment câu này. Để nó số. Câu hỏi số 12. Câu hỏi số 12. Khẳng định nào sau đây là được? A giao B là 27. Đúng không ạ? A giao B, giao B, A giao B. A giao B, tức là chúng ta sẽ bỏ đi phân tử của B ra. Anh nhầm, lấy phân chung, nhầm, lấy phân chung. Giao là lấy phân chung. Cái phân chung ở đấy sẽ là 2 này. Số 7 này, đúng không? 27. Là chung, chính xác. Cái A hợp B là cái gì? A hợp B là lấy cả 2. Tức là 1 này, 2 này, 3 này, rồi chi nữa? 4 này, còn 5 không? Nó không có, 6 này, 7 này, 8 này. Cái này đáp án A sai rồi. Chưa? Đáp án D cũng sai luôn. Đúng rồi. Nào A trừ B, A trừ B. A trừ B thì bỏ phân tử của B ra. Tức là 2 về 7 ra, thì còn lại là 1 về 3. C có bài chuẩn đấy, C có bài chuẩn đấy, B cũng đang đúng. Thì A giao B nè, A giao B là 27. Ô thế B đúng đấy à, đúng không? B đúng không? B trừ A là gì? Chứng minh C sai nha, chứng minh C sai này. C có sai không? B trừ A, B trừ A là bỏ phân tử của A ra, 2 về 7 bỏ ra, thì là được 4, 6, 7. À 4, 6, 8. Như vậy là C sai rồi. Nhưng mà chỉ có B thôi. Đúng rồi. À. Anh B, Nhật B, Quân B, Bảo B, chính xác. Có 4 bàn comment, comment. 5 bàn à? 4 bàn. Đấy. Cứ Việt ra đây xem được đáp án nó đúng không? Chưa khỏi nhá với tí nha. Câu hỏi số 13. Câu hỏi số 13. Cho A là tập hợp tất cả các nghiệm của phương trình này. B là tập hợp tất cả các số có giá trị tuyệt đối nhỏ 4. Khẳng định nào sai đúng? A là tập hợp tất cả các giá trị là nghiệm phương trình này. Thế nghiệm phương trình này là gì? Các em lấy máy tính ra bấm đúng không? Lấy máy tính 153 ra bấm thì ta là 1 này. Với gì nữa? 3, đúng rồi. 1 với 3, đúng không? 1 với 3, đúng rồi đấy. 1 với 3. Còn B thì gồm những phần tử nào? B thì gồm những phần tử nào? B thì gồm các số có giá trị tuyệt đối nhỏ hơn 4. Tập hợp cả số và giá trị tuyệt đối nhỏ 4.
Tức là cái này ta sẽ không ghi được liệt kê đâu, tập hợp có số nhỏ 4 thì nó khá là nhiều đấy, vô số số luôn, đây gọi là x nhá. Đấy, ta phải chỉ ra tính chất đặc trưng thôi, thì đối với x sẽ phải nhóm 4. Vậy khẳng định nào đúng, khẳng định nào đúng? Bảo ra 13C. Rồi. Những cái số nào mà nhóm 4 thì đối nhóm 4, đúng không? Những cái số nào mà thì đối nhóm 4. Chỉ cần là nó sẽ chạy từ trừ 4 đến 4 là nó sẽ nhóm 4. Đúng rồi. Thì đối có x nhóm 4 thì x sẽ chạy từ trừ 4 đến 4. Được chưa? Chạy từ trừ 4 đến 4. Nhưng tập hợp những cái số mà chạy từ trừ 4 đến 4 thì đều nhỏ, đều có tuyệt đối nhỏ bốn hết, đúng rồi đó, đúng chính xác đáp án C đấy, C đấy, C A trừ B nha, giải thích một tí này, A trừ B này, các em thấy này, chắc chắn là B sẽ có phải có số 1 với số 3 đúng không, những cái số mà nhỏ bốn đấy, tuyệt đối nhỏ bốn đấy, chắc chắn trong B, chắc chắn trong số B đây này, nó sẽ có số 1 với số 3 trong này, đúng rồi, thì khi đó thì lấy a trừ đi b, a trừ đi b tức là các em đi loại các phân tử của a, của b ra, thì các em thấy mình loại hết rồi đúng không, mình loại hết rồi thì làm gì còn cái gì nữa đúng không, ai mình loại hết rồi thì còn gì nữa đấy. Còn gì nữa đâu đúng không, còn gì nữa đâu, trong b chắc chắn là phải có số 1, số 3, vì 1 với 3 là có tuyệt đối nhóm 4 đấy chưa, cho nên các em lấy a trừ b sẽ ra rộng nha, đúng rồi đó, thì đó là câu 13 là B. Nào có hỏi số 14 các em comment, câu 14 dễ này, câu 14 dễ này, dễ này, câu dễ là chịu khó comment vào nha, cho nó có cái kiến thức. Nào suy nghĩ comment, a giao b bằng b, a hợp b bằng a trừ b cộng 2, b trừ a không bốn, a giao b đó là cái gì, a giao b là lấy phân trúng nha, phân trúng đúng không, phân trúng ở đây là một đúng không, ba bốn, một ba bốn, như vậy cái này không phải bằng b rồi, sai đúng không, sai. Nào A hợp B, A hợp B thì là 0, 1, 2, 3, 4, 6, 8. Nó làm quả gì bằng A được? Đúng không? Sai. Sai. A trừ B là ta sẽ trừ B ra, vứt B ra. Thì còn lại là 0, 2. Ủa, cái này chuẩn luôn đúng không? Cái này chuẩn luôn. Cái này chuẩn luôn đúng không? Chuẩn luôn. Đấy, chính xác. Có 8 bạn comment. Chính xác. Rất tốt. Tiếp theo câu hỏi số 16. Cho tập hợp A và tập hợp B như này có bao nhiêu tập hợp x hòa mặt A hợp x bằng B? Đề bài đâu nào? Rồi, các bạn phải suy nghĩ đúng không? Suy nghĩ đi. Cuốn 16 A. Liệu có phải A không? Để mà A hợp x, A thì là 0,2 đâu đúng không? 0,2 đâu. B là 0, 1, 2, 3, 4. Đúng rồi. B là 0, 1, 2, 3, 4.
Đấy, thì x có thể như là những cái tập nào để mà b có 2 3 4 được đúng không, để có thêm là số 1. Nó có thể là 1 này, 3 này, 4 này, đúng không? 1, 3, 4 này. Đúng rồi, 1, 3, 4 này. Đấy, thì khi nó hợp với nhau thì là có 1, 2, 3, 4 này. Ngoài ra thì nó có thể là gì? Ngoài ra nó có thể là gì? Gì đây nhỉ? 0, 1, 3, 4. Đúng rồi. 0, 1, 3, 4 đúng không kém? 0, 1, 3, 4. Nếu 0, 1, 3, 4 mà hợp với 0, 2 thì nó vẫn là 0, 1, 2, 3, 4. Đúng chưa? Hết chưa? Hết chưa? Hết chưa? Hết chưa? Hết chưa? Nào vẫn có thể đấy. Vẫn có thể đấy. Có thể là 2, 1, 3, 4. Vẫn có thể đấy. Đúng rồi. 2, 1, 3, 4 hợp với thằng 0, 2 này vẫn là 1, 2, 3, 4. Đúng không? Đúng không? Đấy. Nói chung là chắc chắn là sẽ có 1, 2, 1, 3, 4. Nhưng mà có thêm những thằng nữa cũng được. Hết chưa? Hết chưa? Hết chưa? Hết chưa? Hết chưa? Hết chưa? Chưa hết đâu. 0, 1, 2, 3, 4. Đúng không? Bao gồm cả 0, 12 trong này luôn. 0, 1, 2, 3, 4 hợp với 0, 2, 3, 0, 1, 2, 3, 4. Đúng rồi. Đấy. Như vậy đáp án ở đây phần là đáp án C. Được chưa? Thì rồi đúng không? Thì rồi. Đấy. Các bạn cứ comment A với B đi. Tại hết đúng không? Tại hết. Bảo C xong này A. Thầy muốn học chưa? Thầy muốn học chưa? Em có hiểu không này? Đấy. Thêm thêm cả số vào vẫn ok mà đúng không, vẫn ok nha. 02 này hợp với 0134 này đúng không, nó vẫn cứ ra 01234 nha. Được chưa? Bốn tập hợp nói chung hình sẽ cố định 134 nó chắc chắn này, để mà ra B là 134 nó chắc chắn, nhưng nó có thể chứa 0 hoặc 2 trong này vẫn được. Được chưa? Ngoài ra hình có thể chứa 0 hoặc 2 hoặc chứa cả không cả hai nha. Đó, xong. Bây giờ câu hỏi số 15, chúng ta sẽ có tổng cộng là em quan sát, chúng ta sẽ có tổng cộng là 23 câu nha, được chưa? 23 câu đấy. Hỏi số 15 nào, câu hỏi số 15. Cho hai đa thức fx và gx sẽ có tập hợp A là x thuộc R và fx bằng 0. Tập hợp B x thuộc R và gx bằng 0. C là x thuộc R và fx trên gx bằng 0. Người ta hỏi mình nghe nào được. Tập hợp C sẽ bằng gì? Tập hợp C A sẽ bằng tập hợp B sẽ là C. A cho B sẽ là C. A trừ B sẽ là C. B trừ A sẽ là C. Mới có một bạn có câu trả lời, còn những bạn khác thì sao? Đấu trường 100, không có thể ai thêm vào câu trả lời à? Ngoài cha bảo đó à, tính đến tháng như nào, nếu nó đánh mưa câu này thì các bạn chọn gì?
Tất nhiên các bạn có thể chọn thoải mái cái đáp án. Nếu anh đưa thì em sẽ chọn gì? Cá sẽ chọn gì? Vương sẽ chọn B. Bây giờ nếu mà không biết thì anh bưa đúng không? Anh bưa thì ai phải có câu trả lời chứ, đúng không? Hay là các bạn đi thi trắc nghiệm thì các bạn sẽ bỏ câu này và không biên cái gì cả. Ok, là các bạn chọn C. Thế là có thể là đánh bừa hoặc đánh trúng, đúng không? Thế nào? Chúng ta xem thử nhá. Có vương chọn B, có là chọn C. Có biết là theo bảo hay là có tư duy này. Bây giờ ta xem. À, để mà fx mà chia được g ấy, thì các bạn phải ghi nhận một điều kiện, đó là g ấy là phải khác bằng không, đúng rồi, mẫu thì không thể bằng không nhá. Mà đây cái thằng b này này, cái thằng b này này, g ấy bằng không đúng không, mà để mà fx mà chia được g ấy, được chưa, mà ra được cái thằng c, để ra được thằng c bắt buộc cái thằng a này phải trừ thằng b nó mới ra được thằng c, cái đó đảo là c. Đấy, đảo là c. Tức là cái em khi mà em lấy thằng A này, em trừ thằng B ra, em trừ ra thằng B ra. Tức là cái em sẽ loại thằng B ra, loại thằng B ra, tức là lúc này cái phân tử của chúng ta là g hoặc là không. Loại B ra. B là g bằng không đúng không? Thì loại B ra có phải là ra được ta được g hoặc không không? Mà g hoặc không thì fx trên g, fx trên g nó sẽ được chia nhau bằng không ra C, đúng không? Đấy. Bây giờ này lấy a trừ đi b, cho ta vứt cái thằng này ra thì là g khả không, như vậy ta mới được cái thằng này nhá, ta mới được fx trên g đó. Chứ còn ví dụ như cái đáp án a này, a hợp b mà đang mang ra c được, a hợp b thì fx nó bằng không và g nó bằng không, à thế mà hai thằng bằng không thì làm sao mà chia được, mẫu sao chia được, mẫu bằng không sao chia được. Em có hiểu không này? Cho nên là bản A là sai đấy. Tương tự như vậy thôi. Chỉ có B, C mới đúng. Được chưa? Đấy, như vậy là chọn đúng đấy. Nha. Hiểu chưa? Các bạn phải khử thằng G này ra. Nha. Tức là trừ đi B. Rồi, đi xa cái đây. Rồi có mỗi thằng phường sai. Được chưa? Bây giờ câu hỏi số 16. Bây giờ sáng giao thứ hai là dùng pseudo quét. Nào, câu này. Cho AB là hai tập hợp được minh họa nhân vẽ, cái phần tô bé, tô đen thì là phần nào? A giao B, A hợp B, A trừ B và B trừ A. Câu này phải trả lời được đúng không? Câu này phải trả lời được. Nó chỉ là cái phần trúng đúng không? Cái này phần đen này chỉ là phần trúng của hai thằng. Nó phần trúng của hai thằng chính là đáp án. Đáp án. Nó là giáo đúng không ạ? 16 á, chính xác. Rồi, không có bạn nào sai. 16 á. Câu hỏi số 17. Phần không bị gạch trong hình vẽ. Phần không bị gạch trong hình vẽ là tập hợp nào? Phần không bị gạch nha, không bị gạch đúng không? Tức là phần màu trắng ấy. Được chưa? Phần màu trắng ấy. Rồi. Ta sẽ lấy gì? Cái này ý nghĩa của nó là gì? Nghĩa là lấy cái tập hợp B này này đúng không? Em bỏ đi tập hợp A đúng không? Đấy, gạch A mà, gạch A thì các lấy tập hợp B và các bạn gạch cái thằng A. Thế là đáp án D nhá. Đấy, phần bị gạch là phần mất đi nhá. Lấy B trừ đi A. Thì sao? Rồi, tất cả đều đúng. Câu hỏi số 18. Câu hỏi số 18.
Rồi, chính xác. Ở đây chúng ta sẽ phân cách sọc, nó sẽ yêu cầu phân cách sọc đúng không? Chứ để lấy phân cách sọc này đầu tiên nó kèm lấy dao A rồi đi. Đúng không? Lấy dao với A rồi đi. Nó ra là cái phân cách sọc. Nhưng mà chúng ta sẽ lấy cả C nữa, đúng không? Cả, lấy cả C nữa. Tức là A sẽ phải dao B. Nhưng mà chúng ta lấy cả C, đúng không? Đấy. À, trừ cả C, dao trừ C, đúng không? Trừ ra C. Nhưng mà lấy C. Đấy. Chị đang làm B, chị sao? Đúng rồi, ta lấy phân tố đen nhá, đúng không? Ta lấy phân tố đen, ta chúng ta sẽ lấy A giao B, là ra cái phân tố đen ở giữa. Nhưng mà ra được phân tố đen ở giữa thì kéo vào phải trừ đi sang C ra. Đấy. Rồi, bây giờ sang trang bài toán tiếp theo. Đấy, trang bài toán tiếp theo. Thì cũng là sử dụng sơ đồ vẽ. Đấy, lấy ra cái dạng toán mà thích hay không thích nha. Đấy. Có hai trường hợp A và B, ta đặt vấn đề như sau. Thông thường người ta sẽ ra kiểu D như này này. Đó là một nhóm người, được chưa? Một nhóm người là giỏi môn này, hoặc là thích môn này, giỏi môn A. Một nhóm người giỏi môn B. Đấy, cái phần ở giữa này này, chỉ là phần giao này này. Đó là cái phần giỏi cả A và B. Giỏi cả A và B. Thì thông thường ta sẽ có một vấn đề như này. Ví dụ ta có là hai người giỏi cả giỏi văn, hai người giỏi toán và một người giỏi cả văn và toán, cả văn và toán. Thì người ta hỏi mình là ở đây cái nhóm người này này là có bao nhiêu người như vậy, có bao nhiêu người. Cái nhóm người có hai người giỏi văn, hai người giỏi toán và một người giỏi toán, một người giỏi văn, thì câu hỏi đặt ra là có bao nhiêu người như vậy. Nào, ta suy nghĩ có bao nhiêu người như vậy. Có hai người giỏi văn này, kém này, trong trong nhóm mình có hai người giỏi văn, có một hai người giỏi toán, một người giỏi cả văn và toán, thì chúng ta có bao nhiêu người. Nếu mà tư duy theo cách thông thường ấy, đúng rồi, đúng rồi, nếu tư duy theo cách thông thường này, ai Phương là tư duy theo cách thông thường này, tức là chúng ta sẽ lấy là à hai người giỏi văn đúng không, là hai, hai người giỏi toán là hai đúng không, à, một người giỏi toán giỏi văn là hai đúng không, chỉ được 5 người. Nhưng mà chúng ta xem thử nhé. Đây, ông này giỏi toán, ông này giỏi toán, ông này giỏi văn, ông này giỏi văn, ông này giỏi cả toán và văn. Nhưng mà liệu có đúng với đề bài hay không? Nếu mà tính như này ấy, trong nhóm người này là có hai người giỏi toán, chứ đây thực chất là chúng ta trong nhóm người này này có mấy người giỏi toán, có đến tận 5 người mới rồi, à tận 3 người mới rồi. Đây này, ông này giỏi toán này và ông này cũng giỏi toán, tức là có ba người giỏi giỏi toán chứ không phải là bạn hai người giỏi toán. Đấy, bây giờ ông này là giỏi văn, ông này giỏi văn, ông này cũng giỏi văn thì thành ba người giỏi văn mới đúng. À, như vậy là thầy sai sai không, thầy có gì đó sai sai không? Như vậy ở đây đúng đấy, đây là chỉ là tư duy theo bình thường thôi. Nó còn để nhớ này, ở đây sẽ chính xác là phải có ba người, được chưa? Ba người nhá, ba người. Lý do ba người này, một thằng sẽ giỏi toán, một thằng sẽ giỏi văn thôi, chỉ giỏi toán giỏi văn thôi, không giỏi toán và văn. Và chúng ta có một thằng giỏi cả toán và văn, ông này là học sinh xuất sắc, giỏi cả toán và văn. Vậy các bạn thử thống kê này này, cái nhóm người này có mấy người giỏi toán? Đấy, hai người, đúng không? Hai người giỏi toán. Đúng không? Thằng này này, với thằng này giỏi toán này. Đấy. Cái ông giỏi giỏi cả toán cả văn thì giỏi cả toán nữa mà. Đúng không? Cái ông này là giỏi cả toán và văn mà. Thì đây sẽ là hai người giỏi toán. À, có mấy người giỏi văn nhỉ? Cũng hai người luôn. Ông này. Với cái ông này cũng giỏi văn, ông này với ông này đều giỏi văn. Thế cùng hai người. Đúng rồi. Cũng là hai người nha.
hai người chọn văn và đúng một người chọn cả toán và văn. Ai thấy chưa đó, cái vấn đề ở đây là gì, tại sao là như vậy? Thực chất là nó có hai người giỏi toán, hai người giỏi văn và trúng nhau một người, đúng không? Trúng nhau một người nha. Đây vẽ lại sơ đồ vẽ nha, hai người giỏi toán, hai người giỏi văn và trúng nhau là bốn người đấy, trúng nhau là một người. Cho nên chúng ta sẽ có thể tính được là, tính được này, một người giỏi cả văn và toán thì ta sẽ được là, đây là lấy hai trừ đi một được một nha. Ở đây ta sẽ được là một người chỉ giỏi toán nhá, với mực xanh nha. Rồi mực xanh này này là một người chỉ giỏi toán, đúng rồi. Có hai người giỏi văn mà trong đó có một thằng là giỏi cả toán cả văn, thì lúc này sẽ có một thằng chỉ giỏi văn, thấy chưa, chỉ giỏi văn. Thì như vậy là chúng ta muốn tính tổng số người này, từ đó các em mới có công thức tính tổng số người này, tổng số người nha, tổng số người nó sẽ là một cộng một cộng một, đúng không? Một cộng một cộng một bằng ba đấy, tức là quy luật này, quy luật nha, ta có quy luật để tìm này, đó là lấy số người chỉ thích a hoặc là chỉ giỏi a đấy cộng với số người chỉ thích b đấy, và cộng với cái số phân giỏi cả hai, được chưa, thích cả hai, thích cả hai, thì các em sẽ ra được cái tổng số người nhá, tổng số người đấy chưa, lấy chỉ thích A thôi, lấy chỉ giỏi A thôi, giỏi B thôi, cộng với cái phân phân cả giỏi cả hai nhá. Ở đây chúng ta có một thằng chỉ thích môn toán, một thằng chỉ thích môn văn, một thằng thích cả toán và văn, cộng lại cho được ba luôn, hiểu vấn đề không? Đó. Thì nguyên tắc là các em muốn làm trang bài này này thì các em phải sử dụng sơ đồ vẽ, thấy chưa, sơ đồ vẽ, nguyên tắc để làm được bài này là phải dùng sơ đồ vẽ. Ok chưa? Hiểu vấn đề chưa? Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu làm bài tập. Ở đây cũng có một vài cái công thức đáng chú ý như này, ta có thể ghi lại. Một cái bài toán nhóm chỉ thích A và nhóm chỉ thích B, thấy chưa? Nhóm chỉ thích A và nhóm chỉ thích B. Đấy. Ví dụ cái em muốn tìm những cái thằng mà chỉ thích B không ấy, đúng không? Muốn tìm cái thằng chỉ thích B không, cái phần nào sẽ là chỉ thích B không, đó là phần này này, phần này là chỉ thích B này. Còn phần mà màu tím ấy nó là thích cả hai, thấy chưa, thích cả hai, thì các em hoàn toàn có thể lấy này, lấy toàn bộ, thấy chưa, lấy lấy số người đấy, lấy toàn bộ, toàn bộ là cái phần gì, toàn bộ là phần này đấy, toàn bộ là phần viền màu đỏ ấy, kém kém trừ đi tập A, kém trừ đi tập A để mong khác nha, trừ đi tập A là trừ tập này, kém trừ đi tập màu xanh. Có phải là khi mình trừ đi tập màu xanh thì chúng ta còn lại cái tập sọc đỏ này không, đó là cách nào để tổng toàn bộ trừ đi tập A, được chưa đó. Hoặc cách số 2 các em hoàn toàn có thể làm được, đây là giải thích mấy công thức thôi nha, hoặc các em có thể lấy tập B, lấy tập B, lấy tập B đó, lấy cái tập này, tập B em trừ đi tập thích cả hai, thấy chưa, thích cả hai là cái phần một tỷ ở giữa ấy, thì có phải khi trừ nha cái vòng tròn B này mà trừ đi phần phần ở giữa thì còn lại chỉ thích B không, đấy, chỉ thích B đó. Rồi công thức số 2 thì tương tự như vậy, chỉ thích A thì cả làm tương tự như chỉ thích B thôi. Đó. Công thức số 3 này các bạn có thể xem, chỉ thích A đúng không, cái này thì nói rồi, chỉ thích A
Đây, cái phân mà chỉ định A đâu đây. Chỉ định A là cái phân này. Còn mà chỉ định B là cái phân này. Còn mà thích cả hai là cái phân màu tím ở giữa ấy. Thì sẽ ra là toàn bộ số người. Đấy. Nha. Một vài cái căn chú ý nó như vậy. Thế bây giờ giải bài tập thì như nào? Để các em xem. Thực ra mấy cái công thức này thì xem là hiểu rồi nhá. Đấy chưa? Các bạn chẳng cần phải nhớ đâu. Đấy. Cái này không cần phải nhớ đâu. Hiểu hiểu nói gì là được. Đó là mình nhớ đâu. Bây giờ giải bài tập thì nó khá là dễ như này này. Đây. Chú ý nha. Để phục vụ cho một hội nghị quốc tế thì ban tổ chức đã huy động 30 cán bộ phiên dịch tiếng Anh, 25 cán bộ phiên dịch tiếng Pháp, trong đó 12 cán bộ thì phiên dịch được cả Anh và Pháp. Đó. Thì hỏi là ban tổ chức đã huy động tất cả bao nhiêu cán bộ phiên dịch? Đấy. Thì khi gặp những cái bài toán kiểu như này này, bài mình kiểu dài dài như này, thấy chưa? Mà lời văn kiểu như này, thì ta vẽ sơ đồ vẽ nào. Đấy. Bước 1 các bạn có 30 cán bộ phiên dịch tiếng Anh. 30 ông là tiếng Anh nha. Được chưa? Có 25 cán bộ là tiếng Pháp ghi vào đây. À tiếng Pháp. Trong đó có 12 cán bộ thì phiên dịch được cả hai. Cái chú ý phiên dịch được cả hai thì nó sẽ là phần trúng nha. Cả Anh và cả Pháp. Thì nó là phần trúng ở giữa này. Tôi một vàng và phần trúng 12. Được chưa? Đấy. Bây giờ để mà ban tổ chức huy động được bao nhiêu cán bộ thì chúng ta sẽ cần biết cái ô bên này là bao nhiêu, cái ô bên này là bao nhiêu. Đúng rồi. Đấy, thì lời giải này. Cái ô bên này này, cái ô chấm hỏi đâu này này. Cái ô màu 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 gì đây? Màu gì cho nó đẹp nhá. Đây. Màu này nổi quá. Màu xanh nước biển này. Được chưa? Cái ô này nhá. Chúng ta sẽ cần tìm cái ô này, cái ô này này. Cái ô này biểu trưng cho cái việc mà chỉ giỏi tiếng Anh thôi, chỉ dịch được tiếng Anh thôi nhá, chỉ dịch được tiếng Anh thôi. Số cán bộ chỉ dịch được tiếng Anh. Ta ghi lên giải số cán bộ giải từ luôn nhá. Chỉ dịch được tiếng Anh. Thì các em lấy này, 30 30, 30 là toàn bộ người 30 người này này. Các em phải hiểu 30 người này này, nó là dịch được cả tiếng Anh và cả tiếng Pháp. Trong đó nhá, trong đó có những người dịch 12 người dịch được tiếng Anh các bạn. Vậy thì số người chỉ dịch được tiếng Anh không? Thì nó là 30 trừ đi chứ 12 sẽ là 18 người. Đúng rồi. Rồi, tiếp theo. Chúng ta sẽ đi tính cái ông nào nữa. Đó là cái ông mà chỉ dịch được tiếng Pháp không thôi. Chỉ dịch được tiếng Pháp không thôi. Thì số cán bộ chỉ dịch được tiếng Pháp. Tiếng Pháp. Thì các em sẽ lấy gì này? 25 người đúng không? 25 người đem trừ đi 12 sẽ là 13. À, như vậy chỗ này là 13 mà đây sẽ là 12 18 nhá. Đó. Đúng không? Vậy thì số tất cả có tất cả số người là có tất cả số người. Đó là mình sẽ lấy này, 18 này là chỉ dịch được tiếng Anh cộng với 13 là chỉ dịch được tiếng Pháp. Có cộng với cả dịch được tiếng Anh và Pháp sẽ là mấy người? Sẽ là 18 cộng 13 cộng 12 đúng không? Sẽ được gì? 43 người. Được chưa? 43 người nhá. Rồi. Nào. Bạn hiểu câu này cho một chữ hạt nào. Hạt nào. Hoặc là em hiểu nào. Bài này là một cái bài toán đặc trưng của cái chương trình mình tập hợp thấy chưa, nó là kiểu đặc trưng, nó là kiểu gì cũng có đề thi.
Một là comment hiểu, hai là comment không hiểu nha. Còn ông nào không comment nghĩa là không chú ý bài và ta sẽ có hình phạt cho nó nha. Đấy. Rồi, xong. Bây giờ câu hỏi B. À, tất cả bạn em hiểu thì ta sang câu B. Câu hỏi B. Câu hỏi B như sau, có bao nhiêu cán bộ chỉ dịch được tiếng Anh? Chỉ dịch được tiếng Anh. À, câu này là gì? Câu này để đọc số luôn đúng không anh? Có bao nhiêu cán bộ chỉ dịch được tiếng Anh? Đấy, ta vừa tìm đây 18 người. À, chỉ dịch được tiếng Anh. Đấy, thêm cái chỉ vào nó khác đấy nhá, được chưa? Chỉ dịch được là đúng là chỉ dịch được thôi. Chứ không thể dịch được tiếng khác nữa nha. 13 người chỉ dịch được tiếng khác. Đó. Rồi xong nha. Nào có hỏi số 20 các em xem. Em xem nào. Có 20, lớp học còn 53 học sinh. Qua điều tra thì có 40 em thích học văn, 30 em thích học toán. Hỏi có bao nhiêu em học sinh thích cả hai môn? Đấy. 53 học sinh, 40 em là thích học văn và 30 em là thích học toán. Vậy thì ý người ta bảo là có bao nhiêu học sinh thích cả hai môn? Thích cả hai môn là bao nhiêu con học ba này, thích cả hai mà, thích cả hai là chấm hỏi ở giữa. Ý người ta là như vậy, được chưa? Ý người ta là như vậy, đúng không? Rồi. Nào bây giờ các bạn suy nghĩ nha, suy nghĩ câu này mình sẽ làm gì? Nào. Suy nghĩ câu này mình sẽ làm gì để tìm cái này? Số liệu ở đây là gồm 40 văn, 30 toán và tổng là khoảng 53 thôi. 53 ở đấy nó là chỉ là cái khúc này này. Năm mươi ba chỉ là cái vòng tròn, vòng tròn màu xanh ấy, cái đường màu xanh ấy. Ở yêu câu này thì càng nhiều cách nhá, câu này càng nhiều cách. Rồi, một số bạn đã là 17. Đó. Em có sẵn. Lớp còn 53 học sinh đúng không? Lớp còn 53 học sinh. Mà trong đó thì có 40 thằng học văn. Đúng rồi, 40 thằng học văn. Trong đó là trong 40 thằng này học văn này này là có cả thích cả 21. Đúng rồi, thích cả 21. Đấy. Nếu các em lấy 53 này này, được chưa? Các em trừ đi 40 thì nó sẽ ra cái gì? Nó ra được 13 và 13 này là cái gì? Cái này tổng 53 học sinh. Các em trừ đi 40 văn
em sẽ ra cái gì? Lấy cái đường màu xanh nha, em lấy đường màu xanh đúng không? Em trừ đi cái bông tròn màu đỏ này này, trừ cái thằng này nha, đúng không? Lấy đường màu xanh là 53 thằng màu xanh. Em quan sát là mình sẽ trừ đi 43 này, chỉ còn lại cái khúc màu gì? Đó thì mình trừ xong thì chỉ còn lại cái phần này. Đó chính là phần chỉ tích môn toán, đúng không? Chỉ tích môn toán. Chỉ tích toán. Đã 13 rồi. Đấy. Tiếp tục. Kém tiếp tục ta sẽ đi tìm kém chỉ tích quan. Đúng rồi, chỉ tích quan. Chỉ tích quan thì mình sẽ lấy là tương tự 53 rồi đi. 30 toán thì còn lại là chỉ có tích quan thôi. Đấy, 17 đúng không? 17 rồi. Dạ, 17 người. Đó. 23 nha thôi. Hả? À nhầm. 23 nữa. Ờ 23. 23 người. Nhầm nhầm. Như vậy là đấy được 13 này, đúng không? Và đấy được 23. Được chưa? Thì như vậy là đã số số người tích hai môn. Ở đây có 13 thằng chỉ thích toán, chỉ 23 thằng chỉ thích văn. Cái số còn lại thì rõ ràng là tất cả ai đó. Đem nạp lấy 50 chưa đi, 13 chứ 23 thì được là 17 này. Chỉ khác là số 17. Nhá. 53 rồi. Ừ. 53. Ừ, 53. 17 rồi, đúng không? Đó. Câu hỏi là đúng rồi đúng không? Câu hỏi là đúng rồi. Rồi còn một cách nữa, được chưa? Đây là cách số 1. Cách số 1. Cách số 1. Cách số 2, cách số 2. Các em thấy là gì? Các em thấy là gì? Nếu mình lấy 40 văn này. Đó. Cộng với 30 toán này. Được chưa? Cách số 2 nhanh hơn này. Đó, 40 văn cộng 30 toán. Tức là hai cái vòng tròn này này nó cộng lại với nhau. Đấy. Khi hai vòng tròn này nó cộng lại với nhau thì nó bị kiểu như nó bị trùng nhau ở cái thang ở giữa một lần thôi. Đấy nha. Đấy là 40 văn. Đấy, đấy là thích cả hai môn này. Đây là 30 toán. Điều 2 cộng 2 thằng này này. Điều 2 cộng 2 thằng này này. Thì nó bị dư ra. Nó bị kiểu nó bị dư ra. Một thằng là một phần, một cái khúc ở giữa ấy. Cái khúc ở giữa. Và nó là thích cả hai. Cho nên các em chỉ cần trừ đi. Các em trừ đi lấy cái này trừ 53 này. Trừ thẳng nó cái này. Thì nó cũng được 17 đúng không nhỉ? 17. Đó, đây là cái một cách thứ hai nha. Số người thích cả hai môn. Số người thích cả hai môn. Đúng rồi, 70 trên 53 được 57. Đây là cách số 2. Mình sẽ là 40 văn cộng 30 toán. Ta ra tổng số người. Đấy, tổng số người. Nhưng mà khi mình cộng như này, mình cộng như này, mình cộng như này, mình trừ đi cả lớp. Được chưa? Thì mình sẽ ra được. Được cái thằng tích cả hai nhá. Rồi, cũng là một cách. Các em cảm thấy cái nào hay hơn thì cả em ra nhá. Được chưa? Đấy. Câu hỏi số 21 nào. Rồi, số 21. Lớp chị A có 30 bạn tham gia tiếng Anh và tiếng Trung
đúng không? Trong đó có 25 em nói được tiếng Anh và 18 em nói được tiếng Trung. Rồi xem. 30 em tham gia hội tiếng Anh và tiếng Trung. Có 30 học sinh nha. Trong đó có 25 em nói được tiếng Anh. 18 em thì nói được tiếng Trung. Hỏi có bao nhiêu bạn nói được hai thứ tiếng? Đấy, thì cái bài này tương tự với trên đúng không? Thì ta có cách 1 và cách 2. Đấy, cách 2 ta sẽ xử lý nhanh hơn. Đúng rồi. Muốn tính phân chúng đây này. Muốn tính phân chúng đây này. Các em có công thức đó là lấy tổng gì? Lấy tổng hai thang. Đúng không? Trừ đi tổng số học sinh. Đấy, tổng số học sinh. Nó sẽ ra được cái số lượng học sinh luôn. Và này cách hai dễ hơn, nhanh hơn đúng không? Đó, được 13 học sinh nha. 13 học sinh. Rồi, ok. Thì sáng các bạn đều làm được rồi. Nào, bây giờ sang 3 môn, được chưa? 3 môn. Câu hỏi số 22, 3 môn. Ở lớp 10B1 thì có 7 học sinh ở toán, 5 học sinh ở lý, 3 môn thì các anh chú ý này, vẽ 3 vòng tròn như này nhá. Chứ không vẽ 3 vòng tròn nha. Cái phần màu vàng này này. Phần màu vàng này này, người ta gọi là phần thích cả ba. Và cái phần màu này này gọi là phần thích hai môn. Ví dụ này, đây 7 thằng toán, đây 5 thằng lý, đây 6 thằng hóa, đúng không? Rồi, 3 học sinh giỏi cả toán và lý, 4 học sinh giỏi cả toán và hóa, 2 học sinh giỏi cả lý và hóa, có 1 học sinh giỏi cả 3 môn toán lý hóa. Thì đầu tiên cả em phải điền này. Điền ở đây là điền cái thằng ở bên trong đầu tiên. Đây là những cái phần mà chúng ta cần quan tâm nhá. Điền rồi, điền từ trong ra ngoài, được chưa? Điền từ trong ra ngoài. Một học sinh giỏi cả 3 môn thì các em điền vào đây số 1. Số 1 sẽ giỏi cả 3 môn, được chưa? Cái phần màu vàng đó là cái phần giỏi cả 3. Tiếp theo các bạn nhìn này. Điền cả cái cảnh hóa trước nhá, điền cả cảnh hóa trước này. Có 3 học sinh giỏi cả toán và lý, đúng không? 3 học sinh giỏi cả toán và lý. Đây là cái phần mà giỏi cả toán và lý là cái phần nào? Cái phần màu vàng này, với màu xanh như này. Cái phần giáo chứa toán và lý ấy, thì nó chính là giỏi cả toán và lý. Tuy nhiên ở đây là có một thằng giỏi cả ba rồi. Và đây người ta bảo là có 3 thằng giỏi toán và lý thì đây chỉ còn lại 2 thằng thôi. Em có hiểu vấn đề không? Hiểu vấn đề không? Cái phần giáo này này là nó có 3 thằng giỏi cả toán và lý. Nhưng mà ở đây là để có đủ 3 thằng ấy thì đấy có một thằng thì đấy phải 2 thằng như sau. Đó. Ở giữa một thằng đem về 2 thằng mới đủ 3 thằng. Đúng rồi. Tiếp tục tương tự như vậy này. Có 4 thằng giỏi cả toán và hóa. 4 thằng giỏi cả toán và hóa. Thì chúng ta sẽ điền vào ô màu đỏ, đúng không? Toán và hóa, ô màu đỏ. Điền số mấy nè. Ở đấy là số 1 rồi đúng không? Thì để đủ 4 thì đấy sẽ điền số 3 thôi. Đúng rồi. Và tương tự như vậy có 2 thằng giỏi lý và hóa. Thì ở đây điên số 1, 1 cộng 1 là 2. Các em có hiểu vấn đề điên từ trong ra ngoài nhỉ? Đó, điên từ trong ra ngoài. Được chưa? Thì bước còn lại thì các em điên vào cái ô này này. Ô này với ô này là bao nhiêu? Thì muốn điên được ô này thì các em lấy gì? Muốn điên được ô này thì các em lấy là lấy 5, trừ 2, trừ 1, trừ 1. Đúng không? Thì được ô còn lại là được 7, 1, đó, 1. 1 cộng 1 cộng 1 cộng 1. Đấy, 1 cộng 1 cộng 1 cộng 2 là được 5. Vậy tương tự điền vào đấy sẽ được là 6 trừ 3 trừ 1 trừ 1 thì được đi 1.
Thế thôi, 7 trừ 3 trừ 1 trừ 2 thì được là mấy? 1. Đúng rồi. Đấy. Thì câu hỏi người ta này, câu hỏi người ta. Đó số học sinh giỏi ít nhất một môn toán lý hóa. Đấy. Nào. Đáp bao nhiêu? Giỏi ít nhất một môn là giỏi ít nhất một môn nha, thì có thể là giỏi một môn, giỏi hai môn, giỏi ba môn, thì gọi là ít thì ta sẽ tính tổng số học sinh nào, số học sinh giỏi ít nhất một môn đó là gì, chúng ta sẽ lấy là một cộng một cộng một cộng hai cộng ba cộng một thì kết quả đấy sẽ là gì, 10 đúng không, 10 học sinh giỏi ít nhất một môn, một môn nhớ nha, một môn có thể là một môn ít nhất một môn thì có thể là một môn hai môn cũng là giỏi ít nhất ba môn ít nhất một môn đấy, thì là mình hiểu vấn đề chưa, nếu ba ông ấy, nếu ba môn thì các bạn vẽ cái hình như này rồi ba môn thì vẽ hình như thế. Nào có hỏi cuối cùng. Để xem kiểm tra các bạn có hiểu hay không đi ra. Để có hỏi cuối cùng. Nào, câu hỏi cuối cùng như sau. Lớp 10A có 7 học sinh giỏi toán, 5 học sinh giỏi lý. Vẽ ba vòng tròn nha, vẽ ba vòng tròn này đấy, 7 học sinh giỏi toán này, 5 học sinh giỏi lý này, 6 học sinh giỏi hóa này, rồi các bạn sẽ thấy như câu này dự kiện giống như câu đến đúng không, hiểu không? Điền từ trong ra ngoài các bạn nhá, điền từ trong ra ngoài này. Một học sinh giỏi cả ba môn, một này toán với lý thì có ba thằng đúng không, toán với lý có ba thằng, kia đây điền vào đây hai, bốn học sinh giỏi toán là hóa, kia đây sẽ là điền ba, hai học sinh giỏi lý hóa kia đây điền một, đây một một một, số học sinh giỏi đúng hai môn nào, đúng hai môn chỗ nào sẽ là đúng hai môn. Vậy có mẹ đúng hai môn thì ta sẽ được mấy học sinh, lần này có ít nhất nha, lần này người ta hỏi là số học sinh giỏi đúng hai môn thì vùng nào sẽ là vùng hai môn đây, như cái màu này cho chị nha, hai môn đấy, hai môn thì nó là những cái cánh hóa đúng không, những cánh hóa sẽ là hai môn, những cái phần cánh hóa này sẽ là hai môn, còn cái nhụy này ở giữa này, cái nhụy này ở giữa là ba môn, còn là nếu người ta hỏi là một môn thì nó là mấy thứ rau ria xung quanh này một môn, được chưa, như vậy là số học sinh mà giỏi cả hai môn thì nó sẽ là gì, một nhầm hai cộng ba cộng một đúng không, hai cộng ba cộng một đơn mạnh sáu đúng không, được chưa, thì đó là đáp án A nhá, đáp án A thấy chưa, đó như vậy hai môn ok, ba môn cũng ok, thì các bạn về nhà làm cho thầy bài 1, bài 2 và phần trắc nghiệm này nhá, đấy thì có mấy cái câu 10, 11, 12 cũng là câu trả cho Slovene này, nói chung khá ít câu. Còn phần bài tập hôm trước thì các bạn chụp lại mới nhận được bài của Nhật, được chưa? Mới nhận được bài của Nhật. Và cuốn thì cũng chưa làm này. Còn lại vẫn nộp bài đi nha, được chưa? Gửi vào mẹ đấy, gửi vào mẹ đấy.